Xin chào tất cả các bạn. Úc nổi tiếng trên khắp thế giới là một quốc gia phát triển thịnh vượng, vững mạnh. Nước Úc cũng được mệnh danh là xứ sở hạnh phúc bậc nhất toàn cầu với những điều kiện phát triển và lối sống tốt nhất bậc nhất thế giới. Nơi đây đang trở thành thiên đường định cư ao ước của rất là nhiều du học sinh cũng như là dân nước ngoài. Thì vậy, nếu bạn có một kỹ năng hay một tay nghề mà nước Úc đang cần, bạn có ý định được làm việc và định cư ở một quốc gia phát triển, thì bạn hãy hướng đến nước Úc và tìm ngay cho mình cơ hội định cư. Vậy, trong năm 2016 này, những ngành nghề nào sẽ giúp bạn dễ dàng định cư tại Úc? Chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu nhé! Danh sách các ngành nghề giúp bạn định cư Úc cho năm 2016-2017 không có sự thay đổi lớn so với năm trước. Tuy nhiên, có những ngành nghề sẽ biến mất trong danh sách tay nghề định cư SOL từ ngày 1 tháng 7. Những ngành này bao gồm kỹ sư hầm mỏ, kỹ sư dầu khí, tư vấn viên về sức khỏe và an toàn tại nơi làm việc, nhân viên sức khỏe môi trường, kỹ thuật viên vệ sinh răng miệng, kỹ thuật viên nha khoa răng giả, kỹ thuật viên nha khoa, chuyên viên trị liệu nha khoa, chuyên viên luyện kim. Có một số ngành nghề mới sẽ được vào cái danh sách định cư tay nghề SOL từ ngày 1 tháng 7 như sau: chuyên viên thính lực, chuyên viên chỉnh hình hay làm các bộ phận thay thế trên người. Ngành nghề chiếm đa số trong danh sách các ngành nghề giúp bạn định cư tại Úc theo diện SOL 2016-2017 là các ngành nghề làm thợ. Nhiều ngành nghề trong nhóm J: thợ cơ khí xe hơi, đầu bếp, thợ chế tạo kim loại, thợ xây gạch, thợ mộc, thợ sơn, kế toán. Liên quan đến IT thì có phân tích hệ thống phát triển chương trình, kỹ sư phần mềm phân tích chương trình. Liên quan tới kỹ sư thì có kỹ sư điện cơ, kỹ sư điện tử và kỹ sư cơ khí. Hãy lưu ý rằng để có cơ hội định cư Úc theo diện di dân tay nghề, người nộp hồ sơ xin visa 189, 489 và 485 phải chọn cho mình một kỹ năng có trong SOL và chứng minh mình được tổ chức chuyên môn tại Úc công nhận là có tay nghề hay chuyên môn đó. Hãy liên hệ theo số điện thoại 0838 48 4879 hoặc 0838 38 2080 để được tư vấn thêm về các ngành nghề giúp bạn định cư tại Úc. Vậy, những bạn sinh viên đang học đại học bên Úc, sau khi tốt nghiệp, nếu các bạn sinh viên ấy có việc làm tại một công ty Úc thì cơ hội định cư ra sao? Đây chắc hẳn là câu hỏi của rất là nhiều bạn du học sinh. Thì vừa qua, Bộ Di trú cũng công bố một danh sách các ngành nghề giúp bạn định cư tại Úc cần bảo trợ, được gọi tắt là diện CSOL, để tạo cơ hội định cư Úc cho những người muốn ở tại Úc với các loại visa 190, 457, 186. Để được ba loại visa này, người di dân có tay nghề cần có sự bảo trợ của một công ty hay là một thành viên trong gia đình. Chương trình visa làm việc 457 là chiếc vé phổ biến nhất mà nhiều công dân ngoại quốc nhắm đến. Mỗi năm có đến hơn 50.000 hồ sơ xin cấp loại visa này. Người được cấp visa 457 được làm việc ở Úc trong 4 năm, được mang theo gia đình đến để làm việc hay học tập tại Úc và được xuất nhập cảnh tại Úc không hạn chế. Đây là một loại visa cần bảo trợ, có nghĩa là nhà tuyển dụng phải là nhà bảo trợ được chính phủ công nhận và tuyển bạn làm việc ở một vị trí cụ thể trước khi bạn nộp hồ sơ xin visa. Và hồi tháng 3 năm nay, một báo cáo cho thấy những ngành nghề Úc đang cần như là phát triển chương trình IT, đầu bếp, quản lý nhà hàng, quán ăn, chuyên viên tiếp thị, phân tích chương trình ICT. Quy trình nộp hồ sơ xin các loại visa dành cho di dân có tay nghề là SOL và CSOL. Muốn biết rõ hơn, các bạn hãy liên lạc ngay với chúng tôi theo địa chỉ 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất hoặc 902 Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5. Chúng tôi không có chi nhánh ngoài Hà Nội, chúng tôi có một chi nhánh ngoài thành phố biển Nha Trang. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong chương trình lần sau.